Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình chiếc màn hình của Vsmart Joy 3 bị rơi vỡ nhìn rất là tệ như này. Hiện tại di động cao cấp.vn vẫn nhận sửa full tất cả các ban bệnh trên Vsmart Joy 3. Riêng đối với phần màn hình cảm ứng của Vsmart Joy 3, quý vị các bạn không phải chờ lâu, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tiến hành thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn cần thay mới màn hình cho Vsmart Joy 3, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0911582123, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể về màn hình cũng như các lỗi sự cố liên quan phần cứng phần mềm trên Vsmart Joy 3 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những cái dấu hiệu cơ bản báo hiệu màn hình của Vsmart Joy 3 đã lỗi hỏng như màn hình bị sọc, đấy là dấu hiệu mà dễ nhận biết nhất, sọc đen thui, không lên gì, đó là dấu hiệu báo hiệu phải thay mới màn hình cảm ứng cho Vsmart Joy 3. Trường hợp thứ hai là vỡ, không vỡ nhưng các bạn không dùng được cảm ứng, đơ luôn thì đó vẫn phải thay trọn bộ màn hình. Còn nếu mà vỡ như này mà vẫn dùng được tất cả chức năng của máy thì chỉ cần thay kính phía ngoài cho thôi. Rẻ hơn rất là nhiều cho việc thay trọn bộ màn hình cho Vsmart Joy 3. Để được tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về các cái lỗi, sự cố, các dấu hiệu liên quan đến màn hình cảm ứng của Vsmart Joy 3, quý các bạn vui lòng liên hệ 0911582123, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn cho quý các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình, sửa lỗi hỏng màn hình trên Vsmart Joy 3. Mọi thắc mắc liên quan đến màn hình cảm ứng của Vsmart Joy 3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin nhắc lại 0911582123 để tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.